Trương Thiết Lâm, Càn Long lăng nhăng đa tình, đi tới đâu gieo giống tới đó nhưng toàn chối bỏ. Trong phim Hoàng Châu Cách Cách, Trương Thiết Lâm thủ vai Hoàng đế Càn Long, người cha hết lòng yêu thương Tử Vi và Tiểu Yến Tử. Thế nhưng ít ai biết rằng, ngoài đời nam diễn viên này lại có lịch sử tình trường đầy tai tiếng, bị tố vô trách nhiệm với vợ con, thậm chí từng phải đi tu vì loạt scandal chấn động. Càn Long kinh điển trên màn ảnh. Trương Thiết Lâm sinh năm 1957 tại Hà Bắc, Trung Quốc. Năm 1978, Trương Thiết Lâm thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khi mới 21 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, ông nhanh chóng nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm như Phía sau một bức màn, Nàng Phi Yến trong cung nhà Hán. Năm 1990, Trương Thiết Lâm được đạo diễn Từ Khắc mời tham gia vai phụ trong series phim Đình Đám Hoàng Phi Hồng, đóng cùng Lý Liên Kiệt. Giọng nói hào sảng, gương mặt anh tuấn vừa có phần nghiêm nghị, vừa có phần hiền từ, phúc hậu nhờ má lúm đồng tiền khi cười của Trương Thiết Lâm giúp nam diễn viên được các đạo diễn lựa chọn vào vai hoàng đế trong các bộ phim cổ trang. Tính lúc vào nghề cho đến khi giải nghệ đi tu vào năm 2015, ông đóng hơn 40 vai quân vương và trở thành nam diễn viên được làm vua nhiều nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Khán giả cũng vì thế mà nói rằng Trương Thiết Lâm sinh ra để làm đế vương của thiên hạ. Tuy nhiên, sự nghiệp của Trương Thiết Lâm chỉ thực sự lên đến đỉnh cao khi tham gia vào hai phần của bộ phim Đình Đám Hoàng Châu Cách Cách với vai diễn Càn Long. Tên tuổi của ông được nhiều người biết đến và trở thành hình tượng bậc quân vương kinh điển. Đến nay, khán giả vẫn ưu ái gọi nam diễn viên bằng cái tên thân thương Hoàng A Mã. Vai diễn nhà vua của ông trong Hoàng Châu Cách Cách và bản lĩnh Kỵ Hiểu Lam đã trở thành những vai diễn kinh điển trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Ông cùng Trương Quốc Lập và Vương Cương được mệnh danh là thiết tam giác của showbiz Hoa ngữ. Đời tư tai tiếng, ruồng bỏ vợ con. Nếu như trên màn ảnh các nhân vật hoàng đế của Trương Thiết Lâm đều sở hữu dàn thê thiếp khủng, thì ngoài đời, ngôi sao Hoàng Châu Cách Cách cũng có một hồ sơ tình ái dài dằng dặc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Trương Thiết Lâm sang Anh du học từ năm 1987. Trong thời gian học tập ở nước ngoài, ông yêu và kết hôn với một người phụ nữ gốc Ba Lan. Năm 1991 và có một cô con gái xinh đẹp Trương Nguyệt Lượng. Thế nhưng vì sự nghiệp đóng phim, khoảng cách giữa vợ chồng Trương Thiết Lâm ngày càng xa hơn. Do muốn về nước phát triển sự nghiệp nên ông và vợ quyết định ly hôn. Tới năm 2015, một phụ nữ có tên Hầu Tuấn Kiệt tố cáo Trương Thiết Lâm từng có quan hệ tình cảm với bà và có con gái chung chào đời năm 1999. Nhưng Hoàng A Mã lại lấy lý do công việc để kéo dài chuyện kết hôn và khi con gái một tuổi thì cặp đôi chia tay, bà Hầu một mình nuôi con. Sau khi đường ai nấy đi, ông không còn đưa tiền trợ cấp nuôi con, thậm chí còn không nhận cô bé là con mình. Vì sự ruồng rẫy của người cha nổi tiếng, con gái ngoài giá thú của Trương Thiết Lâm đã bỏ học và bị trầm cảm. Nam diễn viên bị công chúng lên án gay gắt vì hành động vô trách nhiệm với con cái. Phải đến khi bà Hầu đâm đơn kiện ra tòa mới ép được Trương Thiết Lâm phải làm xét nghiệm để xác định huyết thống. Kết quả cho thấy mẫu ADN của cả hai trùng khớp và nam tài tử buộc phải công nhận cô bé là con đẻ của mình. Tuy nhiên, ông và con gái vẫn chưa có cuộc gặp gỡ nào. Kết quả Trương Thiết Lâm bị thua kiện và phải bồi thường cho bà Hầu cùng con gái 8,1 triệu tệ, khoảng 30 tỷ đồng. Không lâu sau đó, Trương Thiết Lâm tiếp tục bị vạch trần là đi tới đâu gieo giống tới đó. Cụ thể, trong thời gian làm giảng viên tại trường cao đẳng nghệ thuật Quảng Đông Trung Quốc, nam diễn viên đã hẹn hò và có một cậu con trai với nữ sinh kém ông 25 tuổi tên Tư Hiểu Mẫn. Năm 2002, khi Tư Hiểu Mẫn sinh con, Trương Thiết Lâm tỏ vẻ không còn mặn mà với mối tình này và dùng thủ đoạn cứng rắn ruồng bỏ người yêu để giành lấy bé trai, cấm tình cũ gặp con nhiều năm. Sau đó, Tư Hiểu Mẫn đã kiên quyết đệ đơn kiện nam diễn viên để giành lại quyền nuôi con. Trương Thiết Lâm một lần nữa thua kiện và phải bồi thường cho Tư Hiểu Mẫn 600.000 tệ, khoảng 2,2 tỷ đồng, đồng thời trả lại quyền nuôi con. Ngoài các scandal nói trên, tài tử tể tướng Lưu Gù từng gây xôn xao khi vướng tin hẹn hò với đệ nhất mỹ nhân dân tộc Hồi Vương Nhã Kỳ khi cô chỉ mới 15 tuổi, gạ tình người đẹp Chu Tuyền hay cưỡng hôn nữ diễn viên Đào Hồng trong Ỷ Thiên Đồ Lâm Ký 2003. Sau khi nhiều lần bị kiện tụng vì vô trách nhiệm ruồng bỏ vợ con, hình ảnh của Trương Thiết Lâm trong mắt công chúng tuột dốc không phanh. Nam diễn viên thậm chí đã phải nương nhờ cửa Phật để tránh bão dư luận. Thời điểm Trương Thiết Lâm tuyên bố việc đã quy y và lấy pháp danh Bạch Mã Khúc Bồi tại Phật giáo Tây Tạng, nhiều người đã nghĩ nam diễn viên không còn đường để quay lại ngành giải trí. Đặc biệt là khi đoạn clip quy y của ông bị tung lên mạng, nhiều người tỏ ra bức xúc cho rằng đây là nghi thức tọa sàng hóa Phật sống và người nhiều bê bối như ông không xứng đáng với nó. Nam diễn viên chia sẻ, 25 năm trước tôi được diện kiến Đức Pháp Vương và từ đó một lòng hướng Phật. Tôi cảm thấy nhỏ bé trước Phật Tổ và tìm ra chân lý của đời mình. Do vậy tôi quyết định quy y. Tôn giáo là quyền tự do của mỗi người, tôi tin rằng bạn bè có thể hiểu và tôn trọng. Hy vọng mọi người không có những bình luận quá khích và gây tổn thương. Phải mất 2 năm sau đó, Trương Thiết Lâm mới quay trở lại showbiz khi đã 61 tuổi. Hiện tại, ông vẫn tham gia một vài dự án phim và chương trình thực tế. Tuy nhiên, danh tiếng và sự nghiệp của nam diễn viên đã không còn được như trước nữa.
tuy có rất nhiều con rơi, nhưng Trương Thiết Lâm không nhìn nhận. Ông chỉ công nhận cô con gái lai tây với người vợ đầu tên Trương Nguyệt Lượng. Trương Nguyệt Lượng không biết nói tiếng Trung, khoảng cách địa lý và khoảng cách văn hóa khiến hai cha con dường như bị ngăn cách. Trương Thiết Lâm từng kể một câu chuyện thể hiện sự khác biệt trong cách ứng xử của con gái với bản thân. Nguyệt Lượng vay tiền của bố, còn tự tay viết giấy ghi nợ. Một lần con bé gọi điện cho tôi, nói muốn tham gia một hoạt động ở Brazil, mỗi học sinh nộp 3.000 bảng Anh, gần 98 triệu đồng. Một năm trước đó, con bé làm thêm để dành tiền nhưng vẫn không đủ, muốn mượn tôi 1.000 bảng và viết một bản ghi nợ, nói 80 ngày sau sẽ trả đủ cho tôi. Trương Thiết Lâm thi thoảng cũng dành thời gian đến châu Âu thăm con. Khi ông đến Anh, Nguyệt Lượng dán đầy thông báo cấm hút thuốc lá trong nhà, khiến ông phải trốn ra vườn hoa và ra vỉa hè để hút thuốc. Trương Thiết Lâm còn cho biết con gái ông không có thói quen tiêu xài hoang phí. Trong lần tới Bắc Kinh chơi, Trương Thiết Lâm đưa con gái dạo khu thời trang xa xỉ và dặn cô bé cứ mua sắm tùy thích. Nhưng tới cuối ngày, Trương Nguyệt Lượng chỉ chọn mua một chiếc quần riêng. Tôi phải năn nỉ mãi con bé mới chịu để tôi mua thêm một đôi giày thể thao. Tài tử phim Hoàng Châu Cách Cách tự hào kể lại. Trương Thiết Lâm còn kể tiếp một kỷ niệm vui với con gái khi cô bé về Trung Quốc. Một lần tôi đưa Nguyệt Lượng đi cố cung, chúng tôi chọn đi cửa ít người qua lại, vậy mà vẫn có người nhận ra, xin tôi chữ ký. Tôi nghĩ hiếm có dịp bên con, muốn dành toàn bộ thời gian cho con nên không đồng ý. Tuy nhiên Nguyệt Lượng có vẻ không vui, con bé nói mọi người đề nghị lịch sự như vậy, bố cứ ký cho đi, tôi đành nghe theo con. Năm 2014, Nguyệt Lượng đã từ Anh về Trung Quốc để cùng cha tham gia chương trình cuộc đua kỳ thú. Trong cuộc thi, Nguyệt Lượng đã bị thương đầu gối nên hai cha con đành phải rút khỏi cuộc thi sau 6 tập phát sóng. Dù vậy, Trương Thiết Lâm và con gái đã có nhiều kỷ niệm đẹp và có thêm cơ hội gắn kết tình phụ tử. Hiện tại, Trương Thiết Lâm không còn nói về chuyện Phật Pháp tu hành. Thay vào đó, nam diễn viên chuyển sang theo đuổi bộ môn thư pháp và sưu tầm thư tịch cổ. Theo Sohu, ông hiện nắm giữ trong tay nhiều bản chép tay văn thơ có giá trị cổ vật hàng chục triệu đô la Mỹ của bậc hiền tài thời xưa như Chúc Doãn Minh, Viên Thế Khải, Lý Hồng Chương. Cách đây vài năm, Trương Thiết Lâm từng bỏ túi hơn 355.000 đô la Mỹ nhờ mang bán đấu giá bức thư pháp của họa sĩ nổi tiếng Triệu Chi Khiêm. Hiện tại dù đã 62 tuổi, Trương Thiết Lâm vẫn chưa tái hôn. Được biết ông đang hẹn hò với diễn viên múa kém ông 8 tuổi Lưu Ngọc Uyển, tuy nhiên họ không có ý định kết hôn. Lưu Ngọc Uyển năm nay 55 tuổi, bà kém Trương Thiết Lâm 8 tuổi và từng tốt nghiệp khoa âm nhạc của Nhạc viện Trung Quốc. Cả hai quen biết đã lâu và thậm chí bị bắt gặp cùng đi chơi từ 10 năm trước. Nhiều tin đồn cho rằng đến khi cả hai cùng độc thân họ mới quyết định ở bên nhau. Tuy cặp kè nhưng nam diễn viên chưa bao giờ công khai mối quan hệ này. Cô Lưu cũng chỉ là người tình trong bóng tối của ông vua đa tình mà thôi.